Ở Cao Bằng có một món vịt mà bất cứ du khách nào đến đây đều mong muốn được thưởng thức và trải nghiệm, đó chính là vịt quay bảy vị. Gọi là vịt quay bảy vị vì người dân Cao Bằng sử dụng đến 7 loại gia vị khác nhau để tẩm ướp cho món thịt vịt này. Hãy cùng Phương Thảo khám phá món ăn đặc biệt này nhé. Vịt quay bảy vị, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Cao Bằng, phân bố chủ yếu tại thành phố Cao Bằng. Chú ơi, nhà mình chọn những chú vịt theo tiêu chuẩn như thế nào ạ? Chọn vịt đặt với các gia đình chăn nuôi bằng ngô, bằng cám và thả đồng. Thế ở những cái nguồn nước trong sạch, khi nào mà đến được độ khoảng tầm 80 đến 90 ngày thì mình sẽ đến kiểm tra và mua. Mình cho tỷ lệ gia vị như thế nào ạ? Mỗi con độ khoảng 1 gram thôi. Như này chắc được rồi cô nhỉ? Ừ, được rồi đấy cháu ạ. Vâng. Sau khi băm nhỏ và đảo đều gia vị thì tôi đã được cô nương giao cho một nhiệm vụ, đó là rang đều gia vị lên. Công đoạn này giúp cho gừng và tỏi bớt cay và làm cho gia vị dậy mùi hương hơn. Cô ơi, trần vịt qua nước sôi để làm gì đấy ạ? Cô phải trần qua nước sôi để cho cái da nó căng, lúc quay nó bóng và nó giòn. Vâng. Quý vị thân mến, sau khi mà rang đều gia vị lên thì tôi đã cho khoảng 3 lít nước vào đây. Và bây giờ thì chúng ta đã có một nồi nước gia vị đầy đủ để nhồi vào trong vịt rồi. Mình cho đầy gia vị vào bụng con vịt đúng không ạ? Không đâu, cho 2/3 bụng thôi cháu. Bây giờ là mình khâu và mình buộc chặt lại. Chặt lại cho nước nó khỏi ra. Vâng. Cô để cho cháu thử làm cô nhé. Để cô buộc xong con này, cháu làm nó kia. Vâng. Ôi! Không ổn rồi. Sao để cô ấy xong cháu buộc là được. Vâng. Hóa ra là công đoạn khâu này cũng không đơn giản như tôi tưởng. Nhưng mà đến công đoạn buộc này thì cháu làm được cô ạ. Bây giờ sẽ là công đoạn tẩm qua nước mật ong. Sau khi nhồi gia vị và tẩm mật ong thì những chú vịt sẽ được cho vào lò sấy. Một cái lò này thì để được 8 con vịt và mình sẽ để sấy trong vòng 15 phút. Lò sấy này mình sử dụng nhiên liệu gì ạ? Tôi dùng bằng than củi nghiến để mình đá. Đặc điểm của nó là không khói, không mịn, không ảnh hưởng gì đến vịt. Sau khi được sấy 15 phút thì chú vịt đã bắt đầu vàng óng và bây giờ sẽ được chuyển sang giai đoạn chiên dầu. Quá trình này sẽ diễn ra từ 50 đến 60 phút tùy thuộc vào trọng lượng của mỗi con vịt và cứ 25 phút thì mình sẽ lật con vịt một lần để cho nó được chín vàng đều. Nguồn mỡ này là mình lấy từ đâu ạ? Cô lấy từ mỡ vịt luôn đấy cháu ạ. À, những ngày cô mổ cô bóc mỡ lá của vịt nó ra để cô chiên bất cùng. Thì chứng tỏ là cái số lượng vịt nhà mình rất là nhiều đúng không ạ? Nhiều mà cháu. Bây giờ mình sẽ vớt ra luôn ạ. Ôi, chín vàng đều rồi. Cô để cháu vớt thử được không ạ? Ôi, nặng quá. Đây này. Vịt quay bảy vị có một lớp da vàng óng mật rất là hấp dẫn và thịt ở dưới lớp da thì chín vừa tới, rất là ngọt và săn chắc. Thịt còn có một mùi thơm đặc trưng của móc mật nữa, thực sự rất là ngon cô ạ. Tiêu thụ trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, sản lượng khoảng 15 tấn một năm.